Xin chào các bạn, ở đây là chiếc ốp lưng UG Civilian dành cho iPhone 12 Free có 12 Pro Max, 12 Mini và 12 thường đều có nhé. Có 3 phiên bản ở đây. Đây là dòng của UG, một chiếc ốp lưng chống sốc, thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại Trung Quốc. Về màu sắc thì có các màu như sau: màu đen, màu xanh quân đội và màu xanh đậm này. Mình sẽ mở hộp để giới thiệu cho các bạn nhé. UG Civilian hiện tại đang là ngôi sao, có thể coi là ngôi sao đang lên của UG, với một thiết kế 3 lớp nhưng mà nó lại rất là gọn và cái khả năng chống sốc của nó rất là tuyệt vời. Trong cái ngoại hình cũng rất là bắt mắt. Ở đây sẽ mở ra cho các bạn coi. Đây, đây nhá, UG Civilian này. Đây là một chiếc lưng có đến 3 lớp ép chặt lại với nhau, và theo UG đây là hãng sử dụng công nghệ Hypercust và chỉ có duy nhất cái dòng hiện tại thì cái dòng Civilian được ứng dụng với công nghệ đấy mà thôi. Nó sẽ đảm bảo cho bạn một chiếc ốp lưng vừa gọn và bảo vệ lại cực kỳ tốt luôn. Đây là thiết kế tổng thể của nó nhá. Về thiết kế theo tổng thể thì bạn có thể tự xem. Đấy, mỗi người có một quan điểm. Đây, lắp lên chiếc. Đây là một chiếc ốp lưng đặt chuẩn chống sốc nhá, tiêu chuẩn nhà sản xuất in luôn ở trên này cho nó chắc cú. Đấy. Đây, nhất là đây một chiếc ốp lưng nó rất là gọn, 3 lớp và rất là gọn. Thứ hai, đây các bạn nhìn thấy nó không quá ngầu nhưng mà nó không phải dạng đơn sơ quá, bảo vệ tốt cho camera này, viền màn hình này. Đấy, và sự kết hợp màu này rất là đẹp. Nói chung đối với chiếc ốp lưng UG này thì các bạn yên tâm thoải mái sử dụng. Về cái khả năng bảo vệ của nó thì đảm bảo luôn. Cái phím bấm đây, những phím bấm của những dòng ốp xịn bấm rất sướng, rất nhạy. Mà những sản phẩm nếu hàng kém chất lượng thì các bạn sẽ rất là bực bội với cái phím này. Với cái ốp này các bạn thoải mái dùng mọi loại dán mà không lo bị vướng nhé. Đây là chiếc ốp khác màu xanh quân đội. Xanh quân đội là một màu rất được ưa chuộng trong năm ngoái. Còn nếu mà năm nay thì chờ mọi người đánh giá. Nhưng mà dù sao đây cũng là một chiếc ốp lưng rất đẹp, kết hợp màu sắc rất bắt mắt, chắc chắn. À, mà hiện tại cái ốp lưng này đang có một ưu đãi rất hấp dẫn tại Lê Sàng. Đó là mua chiếc ốp lưng là các bạn được tặng hẳn củ sạc cho iPhone 12, giá đến 425.000, chính hãng của Anker tặng hoàn toàn miễn phí. Và chương trình này chỉ có giới hạn đến trước tháng 12 nhé. Sau đấy thì sẽ trở lại, mọi thứ trở lại như bình thường. Đây, màu xanh. Đây là chiếc ốp màu xanh này. Để đặt mua những sản phẩm này thì các bạn truy cập website lesang.vn nhé, hoặc gọi số hotline là 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin chào và cảm ơn các bạn.